bốn được à, ôi con này vừa cứng luôn. This one definitely. Sao con này thấy nhỏ hơn con vừa rồi? That's what I said. Chứ ta đi mày đo con lại. Mommy mà đo con nào cũng cũng vừa hết. Chào các bạn nha, ngày hôm nay mình đi câu cua nè. Và bây giờ bắt đầu đang chuẩn bị để làm lồng câu nha. Và thả xuống để câu. Cái giúp. Đây là những cái đồ mình chuẩn bị. Lồng cua nè. Đó, đây là lồng cua nè. Rồi dây nè, phao nè. Và mồi nè nha các bạn. Mồi là mình dùng mồi gà nha. So khó. Hôm nay thì trời đẹp lắm nè. Đây là cái lồng mình đã làm xong rồi nha. Lồng đầu tiên. Đó, lồng đầu tiên. Thả xuống. Rồi, sâu, bây giờ các bạn hãy chờ coi mình có kết quả như thế nào nha. Rồi, bây giờ mình đang kéo lên nha các bạn. Thành quả được cái gì nha. Đó. Oh wow. Oh. Oh. Wow. One. Ba con. À. Được một con. Ủa, con vui nhỉ. Nhanh vậy. Chắc là big one. Vui lạ. Khỏi đo, còn hai cái này bỏ lại. Yeah. Yeah, that's a nice one. Wow. Sướng luôn. Yeah. Yeah. Đó, bây lấy giờ con kia ra đi. Mình bỏ hai con nhỏ lại nha các bạn. Bỏ xuống lại. Wow, đây. Cho coi kìa. Đầu tiên này nha. Con cái. Ê, con trai. Trai. Trai đưa cái mặt tay bàn tay. Đó, đây. Trời đó. Nhìn như vậy là mình khỏi đo nha các bạn. Này lớn rồi, quá lớn rồi. Yeah. Đưa cái gọi đây không biết. Đó. Đây, em cua đầu tiên. Cua Canada nha. Bây giờ đây, con đầu tiên mình được và bây giờ mình phải đo nha các bạn. Lúc nào cũng phải đo cho nó đúng cái size để mà mình có được lấy. Đó. Cái này là to hơn cái size rồi nè. Đó. Wow. Quá okay, big weight, big weight. Is it okay? Really? Oh, it's red rock. Red rock. What the? That's a big red rock. Đây. Cua đỏ nha các bạn. Ow. Cua đỏ, that's very. Cua đỏ thì năm em đã rồi, tiêu rồi, nó kèm rồi. Tẩy nó ra cũng khó lắm. Coi chừng nó kèm từ từ. No, I'm sure it's good. Lấy cái đây cũng đo. I think it's đo. Vậy là tầm cái không à. Có con cua đực mà nhỏ này. Cua cái không, mình không được quyền lấy nha các bạn. Để bỏ lại. Let's shake it off. Rồi. Cho các em cái xuống hết. Chỗ này là một ổ gái rồi. Chỗ này là gái không rồi. Ổ gái. Ổ gái rồi. Quên cả độc là độc tiên á. Thả ra em Amazon tiên. Của woman á, cái này là đồng tiên á, đồng tiên là toàn là tiên nữ không, mà tiên nữ này tiên em nhỏ tuổi không, ở dưới tuổi thanh niên. Cho nên phải thả xuống hết rồi. Dưới tuổi thanh niên cho nên là phải thả hết xuống lại. Rồi, bây giờ mình kéo nè. Kéo lên này nha các bạn. Wow, để coi có con nào không? Yes. Oh yeah. Wow. Oh, hai con. Hai con. Yeah. Hai con. Yeah. Yeah. Có nhiều nhưng mà mình phải bỏ hết nha, mình chỉ lấy được mà hai con đúng size. Ồ mày nó móc kìa. Mày. Hey, get off. Nè. Hey, time for you to go. Hey, rớt bây giờ. Nó con này nhỏ rồi. No, nhỏ. Really? Yeah. That one definitely. Yeah, con đó thì con này nhỏ rồi. Đo thử. Yeah. Nhỏ rồi. Trời. Được có con thôi à. Nguyên lòng về lấy được có con thôi nha các bạn.
Đây biết rồi nhưng mà mình phải đo nè. Đó nè, thấy không? Nè. I think the biggest one. Con này là 7 á, 7 in á. 7 in hơn này. Này. Đó, nè. Dây mới đã này. Đó, dây mới đã này. Con này không được rồi. Nhỏ. Yes. Đâu. Chút xíu nè, này quay sát nè. Thấy không ạ? À? Có chút xíu nữa con đường này chỉ có còn chút xíu khoảng cỡ giống như là cái móng tay, hai cái móng tay thật phải. Wow, wow. Wow, yeah. Wow. Con. Wow. Con một con. Đã chưa các bạn, yeah, thấy con không? Con đỏ, con đỏ nữa. Wow. Ok. Đây, có một con cua đỏ. Rồi bây giờ mình lựa nha các bạn. À, cái này con nó đo nhỏ rồi. Con đỏ đó ok. Nhỏ quá. Không, 5 in. 5 in mà cua đỏ là 5. Con đỏ hơn 5 in. Wow, đã quá. Đây. Khỏi đo luôn nha. Chết nè. Ồ, con này được nè. Sao mấy vi to? Nó. Nó. Giống anh Tom á. No, no. Không có nở lòng nào bỏ nó xuống á. Nghe không anh Tom? Không nở bỏ không nó. Nở bỏ. Thương nó quá đi. Oh. Wow. Thấy thấy. Oh. 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 Yeah. Wow. Cái này là quá trời. 4 maybe 1 2 3. Maybe 4. Oh, okay. Man. Đếm bao nhiêu một lòng mê này bao nhiêu con? 2 4
6, 8, 10, 12, 14, 16 con. 16 con mà cua xanh không nha. 16 con, dạ. Yeah. Cua Canada không đó, cua xanh. Không có cua đỏ luôn. Wow. Mở kia nó nhiều mở. Thả hết những con nhỏ xuống những cái con cái nha. Wow. Đưa cái này chắc này laser được. Đây đây cái major đấy. Không. Á. Không. Không được hả? Ủa. Mày. Trời không nỡ lòng dục em xuống biển kìa. Đâu dư. Ờ. Con nó con cái hả? Nó. Bây giờ con cái. Cái đó quá bự rồi. Man. Some day really, huh? Yeah. Yeah, see you. No. No. Chút xíu thôi bạn ơi. Chỉ có cái cọc tóc thôi nhưng mà cũng phải bỏ xuống. Không nỡ nhưng mà phải đánh. Ôi, oh, con này vừa. Vừa. Bây giờ cứng luôn. This one definitely. Sao con này thấy nhỏ hơn con vừa rồi? That's what I think. Chứ. Ta đi mày đo con hỏi. Mommy mà đo con nào cũng cũng vừa hết. I don't doubt. Gái đo con nào cũng vừa hết. Mình mà đo là con nào cũng vừa nha các bạn. Con này cũng cãi là anh phải đá nhưng mà đây cua cãi ăn ngon lắm mọi người, cái gạch đá lắm nhưng mà không được ăn đâu nha. À, được ăn rồi. Anh rồi là chết á. Wow. That one I don't know. This one mạnh quá, nó chạy vòng vòng. Con đó khỏi đo. Khỏi đo. Oh, bro, this is the biggest one. This is the biggest one. Con này bự nhất lên mọi người. Để bỏ đây coi. Này phải 7 in với 8 gần 8 in. Trời, con cua đưa ra đưa đây. Wow. Đây mọi người đây. Đã chưa? Đã chưa? Đó. Rồi. Quá đã. Ồ, mình tự hơn cái xô coi vậy. Wow, mình đầy xô đây nè. Wow. Wow, có cua đỏ đó, mà có cái gì mà cả cái đỏ đó. Wow. Được hai cua lớn hả? Hai cua xanh, hai cua đỏ hả? Yeah. Yeah. Oh, tại này không sao. Một cái gì nó xuống dưới. Ôi ra tù. Ok, quay lại. Quay. Mặt ghê gì? Coi coi con có cua đá kìa. Ok đưa cái. Đâu. Belly. Hi yo. Bye bye, vậy là được có maybe được con thì nà. Rất là cái. Mai không được con nào luôn á. Maybe this one maybe. Con nó được. No, way off. Không có con nào. Trời ơi, không có con nào hết. Rồi, mày được con kia thôi. No, this one is smaller. No. Yes. Không được con nào hết. Được có đúng con cua đỏ. Mommy. Thiệt tình. Coi kìa nó vạch hãng ra kìa. Đó, bà quýt con cua đỏ. Đừng có để nó sát, nó chạy ra nó cắn. Rồi lên nè. Yeah. Đó. Yep, được hai con, I miss. That one definitely. Hai hoặc ba con. Mấy cái lồng này là mình cũng để mấy tiếng đồng hồ đó nha các bạn. Thì nó mới được nhiều như vậy nè. Nhưng mà mình chỉ lấy những cái con có đúng cho tiêu chuẩn thôi. Cho nên mình chỉ lấy được hai con thôi. Còn bao nhiêu mình dục lại biển hết nha. Wow. Dục hết rồi. Vui rồi các bạn nha. Mệt quá. Vui nhưng mà mệt. Vui nhưng mà tối nay có cua ăn này. Lần đầu tiên đi câu không? Năm nay lần thứ hai nhưng mà lần trước thì đi với mấy người kia không có. Lần này mình đi lại có. Xui cho mấy người ở Cali. Đưa đưa đưa. Xui cho mấy người Cali. Wow, coi nè. Con đó thì khỏi đo đi. Wow. Đã nhỏ đây. Có được con hả? Hai con. Vậy mà dục nhỏ.
I was so close, I was like nguyên lòng như vậy mình lấy được đúng hai con nha các bạn. Tại vì dưới kia không lấy được con nào. Không, không có đúng sai. Và con cái nhiều cho nên mình phải bỏ hết lại. Nặng lắm nha cả nhà. Béo nặng lắm nha. Đó là 1, 2 con à. Nhiều lắm nhưng mà mình không có lấy được, mình dục hết nha các bạn. Tại vì nó không đúng sai. Rồi, rồi bye bye, bye bye. Bây giờ cứ dục xuống mô 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 mô. Trời ơi. Tha hồ mà dục. Biết rồi mà không. Nó sát sát không à mọi người. Coi như nó sấp xỉ rồi đó. Nó mỏng giống như cái này thôi này. Mình nói là đủ sai, đủ rồi mà cứ không chịu. Còn túp lều lý tưởng thì cái nào cũng là đủ sai. Túp lều lý tưởng thì con nào cũng là đủ sai hết. Con nào cũng đủ hết. Trời ơi. All the same size. What in the world? Look, they're all the same. Like, what the heck? Còn đó maybe, còn đó. Trời ơi. What the... nó cứ cỡ đó. They're all teasing. Yeah. No, okay. This one. Yeah. Man, no. No. Không được con nào luôn. Vì cái lòng này không được con nào. Trời ơi. Bỏ hết luôn. Coi như là mười mấy con mà không lấy được một con nào mà có bự vậy nè mọi người. Thấy không? Nó to bằng bàn tay mình chứ ít gì. Thấy không? À, to hơn bàn tay mà. Túp lều lý tưởng thì coi như cái đó là quá sai luôn rồi. Quá sai xong rồi quá tải luôn. Đau 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 thương. Dục xuống mà đau thương. Ơi, chào cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành với lại Lâm Vân nha. Rồi ngày hôm nay hai vợ chồng với lại em con đi câu cua nha. Cua Canada, cua Dentinus đó là cua xanh á. Đó. Đó nhiều này. Đây là cua, một số cua đỏ. Một số cua xanh nha. Đây các bạn. Đây, cua đá chưa? Wow. Nhìn thấy không? To chưa? Đó. Rất chắc nha, nặng lắm các bạn. Con này coi như hơn nửa ký á, gần 1 ký. Nặng quá. Chắc lắm nha mọi người. Đó, một chút chia sẻ để mọi người thấy là ở bên Mỹ này nói chung là công việc bận rộn nhưng mà nếu có thời gian này đỡ được cái tiền đi mua nha, mắc lắm nha. Bây giờ là 16 đồng một thao nha mọi người. Con này không là tính ra là hơn 20 đô. Đó, đã chưa? To chưa? Này, xin vô. Đó, to đã chưa? Đó. Em hôm nay mình cũng may mắn có được mấy con bự ha. Yeah. Đó, đã chưa nè. Wow. Cua Canada, cua gọi là Dungeness. Cua xanh nha các bạn. Ở bên mình gọi là cua xanh. Và mấy con cua đỏ cũng bự lắm. Wow. Đó, thấy không? Cua đá, cua đỏ. Ok, rồi một chút chia sẻ. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành với Lâm Vân nha. Chúc cả nhà mọi sự được tốt đẹp. Nhất là những người ở bên Việt Nam được bình an, mạnh khỏe, vượt qua cơn đại dịch nha. Và Lâm Vân cũng cảm ơn các mọi người đã đồng hành với Lâm Vân và cũng đã đăng ký và chia sẻ giúp cho Lâm Vân để một kênh một ngày một phát triển, để chia sẻ về cái cuộc sống Mỹ. Rồi, chào cả nhà, cảm ơn cả nhà nha. Chúc cả nhà mạnh khỏe, bye bye. Bye bye, bye cả nhà, đây, đấy, mọi người nè, đã chưa, đấy. Wow, con này đã chưa đây, to chưa. Đó, thấy chưa, đó, rồi, cảm ơn cả nhà nha. Bye bye.